cây sung này không? Thôi rồi, cái quả thân thì tôi không nói, cái quả này phê chưa? Sung treo như gác bếp. Không phải là thật nhưng mà buông như thật là được. Ok đấy. Có quả nha. Cái này thì vài củ. Rồi có cái thông ở này này. Khói thông. À đây có con đa này. Con đa này hay này, rất là bệt. Chưa bệt lắm nhưng mà chưa bệt lắm. Nhưng mà thêm của rồi, sạch sẽ. Sạch sẽ. Mẹ. Bà này là chịu khó lùng được những cây hay. Nhưng mà giá của bà này thì hơi cao. Nhìn đen này. Nó như chỉ là nằm trên đây nữa đây. Cái này thì dày quá, mà toàn cây quay rồi. Xa mà thích cây rất khó quá, thiệt thòi đấy. Vì là người ta rất ngại gửi đi, nhất là về thời gian. Thứ hai, người ta cũng không cần quan trọng bán, thì là ở dưới này người ta bán rất là tốt mà cũng không phải chuyển đi. Sau này đỡ có những cái xích mích, vì là ví dụ tôi gửi cây cho ông có cái vấn đề này đấy kia thì nó rất khó giải thích. Để trong ảnh như thế mà lại gửi về lại như thế rất khó. Đấy. Nên là người ta rất ngại. Đôi khi nó không phải là vấn đề tiền nong quá. Chị đây. 8:30 rồi. Phải nốt mấy cây này. Phía này có bệnh khổn. Đây à, của chú Tất đây. À. Vâng. Tao có cái xấu kia. Tao đi lần lượt. Mua sữa. Tí nó quay lại. Đâu? À,
Đấy. Đây là chờ chú ở ra đây. Đấy. Cái kia bao tiền? Thăm vòng mai là cái cháu có 5 vé đi xong rồi. Đấy. Đây không mang đi bao nhiêu gói mang đi chơi chưa? Đấy. Chụp rồi. Ngon rồi. Rồi, bắt đầu từ bể nhé. Hết chưa này? Đó. Cứ để yên nhá. Không dám tưởng. Cái gì nhỉ? Cái nào ạ? Cắt đường là bao tiền? Ê, người má lên. Cắt đường lấy chúng ta. Bao nhiêu bao lát ta đã chọn. Đủ cây đây. Ngày mà cột mấy cái hoa nữa nhỉ? À, hết hoa rồi. Vừa mới rụng nhỉ? Hết hoa. Nhà cũng đi thôi, rụng hết. Rồi. Đang bắt đầu ôm chậu đấy nhỉ? Lưu đây rồi. Bắt đầu ôm chậu đấy. Ba triệu. Ôi trời ơi. Đấy, vòng một mai 3 triệu đây. Cái mua về trồng sao mua về bán thôi bác. Cảnh như ngoài là bán kia 20 triệu đó bằng cổ tay thất tiền là bán 20 triệu. Đấy. Chuyên đều có nói về bonsai giống này là hàng đầu. Quý hiếm. Làm bonsai. Có thể máy được. Vậy nó rất lâu mới được như này. Lâu lớn lắm. Lâu là cây cành là khó. Rất giòn. Rất khó. Làm được rồi thì lại không chê được. Đấy. Chơi cây hiểu cây là chỗ đấy. Phải biết cái gì nó khó làm. Đấy, cái tay nó rất là giòn. Ủa đồng nhà cũng còn đấy. Vâng. Mà cháu vào tận nhà. Cầm đi lấy 6 cây đi. Bán đi chúng mua bao nhiêu này? Cái này cháu lấy luôn nó đi hồng này á. Rồi cháu vào từ nhà. Đấy chứ cũng có được bao nhiêu lấy bán. Có hơn chục cây thôi. Cây kia Đà Lạt cái này á, cái này hả? Nhớ rồi. Về tận nhà. À, ta bán rồi sao? Ủa? Thiếu gì cây ở nhà? Đấy, không về tận nhà. Đâu lấy một cái khác. Đấy. Còn cái từng vi là được rồi. Trực. Điện Biên mà chuyển đi, nó chuyển kiểu gì? Không mà ưng cái này rồi. Trực. Chậu.
Cái này về mùa đông nó ít hoa, kém hoa. Vâng. Cái hoa này có mùi thơm. Sam núi đây. Du. Biết du nhìn dưới có cả đây. Đấy. Cái này có cái chậu đẹp. Biết du nhìn dưới đây. Bé mà bẻ gớm phết đây. Phương châm là không có cây xấu. Bố làm cây là không có cây xấu. Cây nào đáng đồng tiền hết. Nhiều người muốn lấy quá nhưng mà không chuyển được, sợ ngại quá. Đây Mạnh Sơn cái nào khai cứ bảo nó chở cho em một cái ngâu, một cái ngực dưới. Ảnh thì đẹp nhưng mà gửi lên nó phèn lắm, cứ mà về mà lấy. Đúng rồi. Đây là tài đéo mấy tí đồng hồ. Mà giờ gửi đi kiểu gì bây giờ? Xa. Ủa thì nó cầm lệch thì nó khai cảnh cái. Đúng rồi, xe khách tiếc. Tiếng. Chăm nghe bằng một thấy, chăm thấy bằng một thờ. Ông tự xuống tận nơi ông thửa về nó mới quý. Không chê vào đâu được, đấy tay ông chọn. Nhà cái đây nhé, tao mang dưới đẹp lắm. Dạ. Dạ, nó 4 triệu cái gì đẹp. 5 triệu à? Cất ở nhà. Hai thân mày này. Thất mày nó có cầu đi qua. Liền. Liền. Một cái chậu 500 nghìn rồi, chậu to. À. Chậu xứng với cây. Trời lâu rồi, hai thân to như này mà lùm cái này, xong thủ. Ừ. Thế sau mang cái này. Đúng rồi. Thế sau mang cái dâm bột nữa, còn 3 triệu. Đẹp, thác bộ. Dân bụt khoảng 3 triệu là hoàn trái. Đẹp, giá đấy là đẹp, đẹp. Khúc khỉu mày nhìn ít gặp rồi đấy. Vâng. Nó cho mà xem không phép đâu. Chậu đáng 300 nghìn rồi. Chậu to. Có một chi lạc đứng trên đẹp. Nghe sướng rồi đấy. Chú ra mang đi mà em. Vâng. Không có cái đấy chứ mang đi. Rồi, rồi. Thế lại háo hức trên sau quá. Thế mà... Hôm nay định mang đi nhưng mà chủ nhật ra để chiếm nữa. À đúng rồi, hôm nay chủ nhật nhỉ. 30. Hai cho mày xem cái dưới như một cây dâm bụt thật rồi. Giờ nó hoa nhiều quá. Cắt. Cắt để cho dâm mới nó khỏe. Rồi. Đấy, bên sau là có cây dưới, cây dâm bụt là hoành tráng này. Đẹp đấy nhá. Không là không được cơ hội. Được. Nó thằng không có luôn. Không hoàn tự hào, không có. Rồi, chờ. Không nói tiền giá trị bao nhiêu, nhưng cái sản phẩm. Rồi, không nói tiền. Cái đẹp thì đừng có nhắc đến tiền. Đấy. Rớt được mấy cây bên này. Đó, chậu... Đề à? Đề. Đề tử xanh. Không biết không? Có biết chứ? Dạ. Chờ cho cái nốt với cho nó xong rồi. Phóng sự điều tra. Tao có mấy cái xin nhỏ đẹp rồi bán mấy cây. Chú có dùng Zalo, Facebook gì không? À, mất rồi là kém. Con nó bảo bố yêu cây nghệ thuật, bố mang đi mà
mời nghe một bạn một chụp thôi chặt chặt túi rồi theo đi vào nước.